Liên Ca Cổ, Thiên Hạ Đệ Nhất Thầy Bói là tên gọi chung của hai tác phẩm Tam Tấu, góp nhặt những mẫu chuyện xưa nay nghiệm theo lời nói của dân gian. Ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo thấy ngay nhỡn tiền. Đó là ý nghĩa của chuyện Thiên Hạ Đệ Nhất Thầy Bói. Vợ chồng Tư Lớn Đốm và Mười Mặt Mèo vì làm ăn bất chính nên cửa nhà tan nát, chồng vợ chia lìa, con cái không còn. Anh thầy bói bỏ nghề buôn thần bán thánh nên gia đình được hạnh phúc như một tấm gương đời sáng sủa. Vợ chồng Tư Lớn Đốm và Mười Mặt Mèo một hôm chợt bước đến trước tấm gương kia, chợt thấy hết sự biến dạng kỳ dị của mình từ bên trong lẫn bên ngoài, rồi nhận ra nhau. Đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ thì xem binh thơ thấy đời thanh bình yên vui, mau góp công xây đời xa lánh điều bê bối. Từ nay người ta tới biểu coi thấy gì bối bài thì chối từ không nói, nếu ai thi tê ra ngày ta bài ngay kế sinh ngay, đừng hại ai mới tỏ dai. Nè chị hai tuổi Tý đúng không chị? Nhìn phớt ngang đó tôi biết tuổi Tý liền à. Còn anh hai này tuổi Sửu là phải không? Đúng rồi, tôi là thầy bói mà, nói đâu trước đó. Ủa Trung đó, anh với chị tuy hình thể không có giống nhau nhưng ý hiệp tâm đồng kể như là một. Chuột thì suốt ngày đêm đi tìm lương thực, còn trâu thì cả đời chịu mưa nắng giải dầu, xây dựng nước nhà mọi người được góp công lao. Bởi vậy mới có câu trên đồng can dưới đồng sâu, chồng cài vợ cấy con trâu đi bừa. Cái số anh ấy mà ngăn cực nhọc, nói ra cho lắm thì cũng bằng. Nhưng ở đời có làm mới có cơm ăn, ở không ai dạy mang phần tới cho. Tuổi quanh ai là tuổi nuôi quân giữ nước, không quanh ai thì xẹp lép có bao tử đồng bào. Nếu cái ruột cồn cào thì sức đâu mà sản xuất. Còn chị hai tuy là tuổi chuột với chuột tạo phòng thí nghiệm, hy sinh thân mình để thử thuốc cứu nhân dân, nên được lối xóm tình yêu và đẹp lòng ông xa. Cười ha. Thầy bói mà nói phải trúng chứ làm sao. Xong rồi ha, xong phần của Tý Sửu rồi ha. Tý Sửu tốt rồi, bây giờ tới tuổi Dần tuổi Mẹo. Tuổi Dần con cọp, tuổi Mẹo là con mèo. Vậy cọp phải sống cho ra cọp, còn mèo trở nên làm giảm giá trị của loài. Là trai tuổi cọp không nên đọc tiểu thuyết dâm ô đồ trụy, đừng trà đồ nhôm, đừng thoi tài học, đừng đua xe gắn máy, đừng chích xì ke nhậu nhớ. Nếu cứ là cà ông già sẽ đi cà nhóc, nếu là cai tan dướng vô sida có ngày. Sida sida mau 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 xa đi, xa đi xa đi mau mau tránh xa sida. Nếu cứ là cà ông già sẽ đi cà nhóc, nếu là cai tan dướng vô sida có ngày. Sida sida mau 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 xa đi, xa đi xa đi mau mau tránh xa sida. Cái tuổi mèo đừng khổ sở như mèo quên lâu đồng, nó vào đổi dân phòng ngăn ngừa chuột cống với chuột xù. Đó là kẻ gian người xấu âm mưu gầm nhắm cao tiền và phá hoại. Này hỡi âm binh thú vật,
thời. Cốc nhai ảnh hưởng lặng mũi, cà rô cà đôi, cà ép cà rô cà chép cà lặng ba chẳng ông kè lè lè gà nữa con bò dưới đất nghe. Con ở rồng con rắn tuổi tỵ tuổi thìn nó hạp năm, người tuổi rồng có số lái phi cơ làm hải quân canh gác cõi bờ, còn người tuổi rắn thì mua bán giàu to vì cuộc đành đường xa quanh co, đưa sản phẩm tới tận tay người tiêu thụ, những ai mà tuổi ngựa tuổi về rất kỵ hẹn nhau ở trên vỉa hè, tay nên làm vận tải giao thông, gái tham gia sản xuất ở khốn phường lóng nhóng hoài chẳng có nên gần. Dạ thấy sao nói vậy, nếu cô bác không chê thì thầy bói này xin tiếp tục. Ngựa dê xong rồi bắt đầu coi thân dậu, tuổi thân là con khỉ trèo cao nhảy lè, còn tuổi dậu của cô em chánh hậu con gà. Hai cái tuổi này ngon lành lắm nha, vì sẽ làm cho đẹp vui nhà. Người ta nói trai tuổi thân là giữ chốt, gái tuổi dậu gài miền thì giặt cướp không sình thì cũng ngáp ngáp, mà bởi vì tuổi sĩ lâm kê nhiều tài, tuổi gà canh gác không ai sánh bằng, giặt vào lại gặp mặt đang đắt gầm dạng kiếp thì lăng dân đồn. Đó là phần thân dậu rồi đó. Bây giờ cuối cùng mới là tuổi tuất, cái tuổi hợi. Tuổi tuất là con chó, hợi là con heo. Ai ở hai cái tuổi này làm nghề chăn nuôi thì 100% hốt bạc. Nhưng phải nhớ là đừng có nuôi khỉ dòm nhà, hay là nuôi ong tai áo, nuôi quân sư quạt mo, nuôi cu, nuôi cưỡng, nuôi rận, nuôi rệt, nuôi chi đực, chi mén trên đầu, trên cổ. Và nhất là đừng bao giờ chứa phiên con heo ở trong nhà. Cha chả! Vì chứa phiên con heo trong nhà thì mình sẽ lấy cái tật của Trư Bắt Giới. Khổ giả chân, khổ giả nguy tai, tập nguy tai. Có ngày bà xã nổi súng bể hết đốt nhà luôn tàn nát, đã vậy lại còn bị tổ dân phố quê mình kiểm điểm xấu hổ chứ xấu hổ. Tốt hơn hết là nên làm việc với các trại chăn nuôi quốc doanh hay là tập thể, chữ rằng quốc khởi tốt đôi, chăn nuôi ống sợ chết tôi cả chùa, còn heo gà vịt cá tôm ta ăn không hết thì bán buôn ra xứ ngoài. Mua về này mái keo mái cài, dầu xăng này phân bón dựng xây nước nhà, cho hay xấu tốt do ta yêu dân mến nước mới là mạng cao. Ngồi không ăn bám đồng bào, tốt thành ra xấu số cao cũng phải lùng. Vậy hả? Bà là ai vậy? Bà là ai rồi mày sẽ biết. Xin lỗi bà con cô bác ở đây, bà con cô bác ở đây coi bói. Ai lẹ chân làm ơn chạy lại mời công an phường tới đây giúp tôi. Bà con cô bác ở lại đây, ngồi lại đây để chứng kiến nghe cô hài tổ nát thằng thầy bói này. Tội án gì? Cái con mụ này là con mụ điên, hình như sáng hôm qua mụ lắc mông đánh ngực nhảy đứt cô ở bên miền Tây nè, có con nít nó bu rầm rầm đó phải không? Đó đó, bà đó con, bà đi kiếp mày đó.
dán lường gạt, đi phẩm lúc anh. Mày làm cho tao thân tàn ba dạy thế này, mày ác chí và ác dữ vậy trời. Vì mày nè mà tao phải lang thang, tao dở dang, tao nghịch ngang, tao hở hang, tao biết rồi đừng có kể lại nữa. Đời tôi sơ sát nên yêu ai cũng xa bát, đời tôi nhăm nhăm nên yêu ai cũng xa bông, đời tôi trung kiên nên yêu ai cũng xa nghiêng, có số đen nên đánh ghen gặp xa bèn. Nè nhà bán khổ sở của bà phẹt con, trời đất quỷ thần ơi, tổ dân phố ơi, dòm lại đây nè, cái thằng thầy bói này nó đã tôi lại bà nhỏ có miệng chút đi, bà la hét ôm sòm lối xóm không biết chuyện gì, tưởng là tôi đã cái gì, đã cái gì mà bà vừa nói đó. Lãng nhất cũng may à, may mà mấy đứa con của tôi đi học à, bà xã của tôi vừa đi chợ, nếu không thì tôi bị nghi quan là tôi với bà làm sao canh, nói cho ra nha. Bà hét nữa bây giờ lối xóm ơi, xúc lại đây cho tôi dẹp bằng cái thằng muốn nói gì vô buồn nè. Đã, thấy chưa, có bà con cô bác làm chứng giùm tôi nha, ban ngày ban mặt à, mà nó dám bụng miệng đàn bà trăm tóc biếu tài, vừa nói vừa lôi tôi đi vô tâm buồn, trong lúc dắt vợ dắt con đưa tôi vô lầm tính toàn cái gì. Sợ bà rộng hậm nói càng, những lời chẳng có văn chương, nên tôi thân ái mời vô trong buồn, ở đó tha hồ bà la hét, chừng nào bà trả miệng hết hơi, nằm chờ bà xá của tôi, tặng cài ác xích giải lao khỏe liền. Cái gì? Hâm me cho bà giải lao ác xích hả con? Cô bác ngồi đây nha, ngồi đây làm chứng giùm tôi nghe cho rõ ràng nha. Chính cái thằng cha này nó xúi tôi làm nghề tạ ác xích, đánh ghen chửi mướn đó. Ảo đi. Chối hả? Còn chối nữa hả? Năm ngoái nè tôi tới xem bói, tôi nghe ông ngâm nga là gió đưa bụi chui sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ, lần lưng ác xích phòng hờ, đâu con nào dám sắp vô tranh chồng. Tôi biểu bà mù bà nhoá chớ đâu xúi bà, nhưng tôi sẵn ông chồng thích tìm của lạ nên bèn hạ thủ cho thỏa cơn ghen. Kết quả là tình địch của tôi phỏng mình phỏng mắt nằm nhà thương đãi bữa tiền chốt. Còn tôi không dám về nhà sống ở gần cầu gốc chợ, sau đó nghe chồng tôi tự dẫn mình đầu đảng cả năm, làm tôi cháy lên cả xóm. Tôi chồng bà có sao không nè? Tanh động chứ sao, nhẹ thôi mới có loài ruộng sao sống nổi. Đảng cả năm chứ đâu phải đảng bắn vàng thun quấy lá còn. Tôi tưởng đạn lép chứ, còn con bà đâu? Đi theo cha của nó hết trơn rồi. Đúng là tình yêu liều mạng, tình yêu đầu đạn chứ không phải tình yêu sáng lạng. Từ đó về sau tôi ghét ai lấy chồng người khác nên nhập băng, chửi ghen dùng. Lâu ngày dài tháng tôi trở nên sởn đầu năm văn đánh đòn là một quẹt, lấy thẹo ba quen tạc ác xích thì tôi lấy một cây thôi. Lần nào ra quân tốt lợn ăn uống phủ quê áo quần đủ bốn vàng bát đầy mình, chỉ có một lần chắc là tôi quên cúng tổ nên bị địch thủ hất ngược ác xích vào đầu, làm cho mặt mày méo xẻo vàng. Bà làm ăn động trời vậy mà chưa gặp cọng số 8 lần nào hả?
lầm chứ. Nhưng sức mấy mà nó gặp được tôi. Tôi sửa mặt đổi mày rồi. Trước đây tôi là Mau Ngã Mão Tử Mẻo, bây giờ là Miêu Ngã Miễu Tử Mẻo, biết danh là Mười Mặt Mèo. Bà đây là Mười Mặt Mèo chứ sao? Trời ơi, tên nghe ớn lạnh muốn trùm mền. Đâu Mười Mặt Mèo đâu? Bà đây nè, cần gì thì đưa bà phệt trước nói chuyện sao? Trời ơi trời, mặt của anh cha này lủng lỗ lủng hang giống như mặt đường thành phố. Sáng nay tôi quên cúng phong lâm cho nên Mười Mặt Mèo vừa ghé thì Tư Lốm Đốm tới liền à. Đúng, tôi là Tư Lốm Đốm đây, sao biết rõ vậy? Ông là thầy bói mà, nhìn người là biết liền. Thầy bói hả? Thiệt là buồn ngủ gặp chiếu manh, tìm Mười Mặt Mèo lại gặp luôn thầy bói. Có phải tên là Tiêu Sắc Tý Tự Chủ không? À, phải phải rồi, đó là tên cha sanh mẹ đẻ. Hỗn danh của tôi là 50 công, 20 xù, 90 lắc, ngoại hiệu hành nghề lẩu là thiên hạ đệ nhất thầy bói Lẩm Cẩm Tiên Sinh. Lẩm Cẩm Tiên Sinh, Lẩm Cẩm Tiên Sinh, Lẩm chết. Nhanh nheo lộ tai đau quá. Đừng có nhắm lên. Sức lộ tai còn gì nghe. Nghe ngóng gì nữa, tao sắp lột da chủ của mày đây. Thiệt cái giỡn cha nội. Trời ơi, con dao ăn trầu. Ghê quá, ghê quá. Cù Lưu Tôn ơi, cứu con. Quân Thủy Thiên Tôn ơi, cứu con. Nam Cực Tiên Ông ơi, cứu thân con. Chủ đang kề lưỡi dao, cây dao quá nhọn mới nhìn đã thấy đau. Chuột tôi sống được lần này sẽ hiến thịt cho các ngài. Thịt chuột mà khịa thì nó thơm số một, nhậu với rượu để bình tránh hấp môn. Cam đoan sướng hơn thành tiên thành Phật, các ngài thử một lần sẽ thấy ghiền ngay. Đó, thấy chừng thắng tàn, chẳng nể thiên thanh thần trời đất. Vậy mà dám xin được hưởng ơn trên, luôn gác tuổi mình để lấy bạc. Đè cổ hắn đi để cho tôi đây mẫu ruột. Sao bà lại lăn xăng lật đật, bị hắn lấy tiền bạc hay là cái gì quý hơn? Nên muốn giết bao cất gọn chẳng cần hỏi han. Chơi trò bình miệng khóa hồn, để hắn chẳng có quyền yêu yếu om sòm. Mất tiền mất bạc chứ mất cái giống gì? Nói bị bạc tôi chừng sẽ giả chết căng bây giờ. Ê, ai mà thèm cái gì của bà? Chẳng qua bà tuổi con mèo, tôi biểu bà vào đội dân phòng để bắt buôn lậu trộm cướp. Bà lại vào đội nữ phòng để đánh ghen. Tới chừng bị địch thủ phản đoàn ác xích bà kiếm tôi bắt đền cái mặt mèo à. Nếu đội dân phòng bắt buôn lậu hàng quá thì đội nữ phòng bắt buôn lậu ái mình được không? Có tụi tôi chưa chắc gì hạnh phúc gia đình của mấy ông được hay mắm mà. Ấm em như cái hũ mắm vậy đó. Bà làm ăn bất hợp pháp, giấy phép hoạt động của bà ở đâu? Ai cho phép bà đi lấy thẹo là ác xích hả? Ông Minh cái thằng cha thầy bói này sao? Bình chớ mấy bà có đội nữ hồng, tụi tôi cũng có đội nam hồng để ngừa tai nạn. Mặt bài của tôi lớn đó như thế này là tác phẩm bất hủ của đội nữ hồng. Đàn ông nào không sợ, cha thầy bói này có bậy là bậy với tôi, nhưng nó trúng với bà. Đừng nóng, bà ngồi xuống đi, ngồi xuống nghe tôi kể cái bậy của thằng cha thầy bói rồi tôi sẽ nói cái bậy của bà. Này Lẩm Cẩm Tiên Sinh hả? Có ta đây. Tiên sinh nhớ cái thằng tên Tăng Đặng Tị Tự Rắn chứ? Sao lại không? Thằng này biệt danh nó nhiều hơn là vợ bé nó nữa. Nào là hai rắn mối, ba hổ mang, tư mấy gầm, năm hổ ngựa, sáu rắn nước, bảy chằm quạp, tám rắn lục. Ôi thôi nhớ không có sẻ à. Ông có nhớ mà đi coi bói cho nó không? Có chứ. Thấy nó tuổi rắn, thuộc rành đường xa nên tôi biểu nó làm thương nghiệp. Nó nghe lời, nhưng lại dở trò lương lẹo. Nhập về tôm khô củ kiệu, nhập tâm xỉa răng một triệu, nhập đậu phộng rang bánh kẹo, tính ra 500-700 triệu, chiếc nền sản xuất nước nhà. Còn lại nó chia chát tiền để nhắm sàn. Nếu không có ông sử dụng làm nghề bán buôn, đời nào nó giàu ngang xương, trên xe xuống cửa luôn luôn. Sáng sai chiều xỉn tối ôm, gặp tôi nó sợ sinh con. Tại ông muốn nhịn, muốn nhịn, giàu sang mới bị kinh chi. Sao ông không lùi, không thùi, thằng bạn quên tình cố chi. Tìm dọa nát bọn này mà làm chi.
đúng đó. Làm gì tức tôi? Tôi tức cái thằng thầy bói chỉ đường làm giàu cho thằng tỷ tử rắn để làm hiểm với tôi chứ. Nếu nó ở tù thì sao? Sức bấy mà ở tù, càng tố cáo nó càng lên dù dù. Vậy là lương thiện không bằng lương lẹo, tiết kiệm chịu thua kiếm tiệt. Hay quá ha. Ông là ông có sống lương thiện không? Khỏi nói, thầy bói dặn sao tôi giữ đúng vậy, không sai phạm. Biểu tôi đừng xem tiểu thuyết dâm ô đồi trụy thì tôi lại coi phim xích. Đâu phải tiểu thuyết. Biểu đừng đua xe Honda, tôi đua Yamaha, Vespa, xe đạp xích lô. Biểu đừng nhậu bia ôm thì tôi nhậu rượu đế ôm. Dặn tôi đừng đánh thầy giáo thì tôi cho con tú đập. Vậy đó. Trời đất ơi, thầy bói thì nói chung chung cho nên có nhiều cái hở. Còn luật pháp dí như cái đó cái đăng, tại sao lại cũng hở hang? Để cho cha nào chui lọt sáng sai chiều xỉn, cha nào mắc kẹt thì thủng thỉnh vô tổ. Nhưng sách có câu tiền tài như phấn khổ như ngại tờ thiên. Ai mà lấy nhục làm dinh, chừng rớt xuống sân thiên hạ ngó lơ. Được ngó lơ thì mình nghe đơ cắn cút, đừng chê thằng lý tử rắn nhập tâm xỉa răng. Một rượu gì mà nó có thể xoay xỉa xanh lên lục pháp. Đâm, đâm lục mình truyền thống đòn gánh si đa thì có nước ra nghĩa địa uống trà chưa hết đâu, còn nhiều lắm. Nó lãi đậu thẩm trang nhập cảng làm trận dò quan nhỏ quan to. Nó dùng củ kiệu tôm khô cát miệng quý ngài chức sắc. Nó lấy đủ ngoại bia loan làm run rẩy tay chân những ai mà bắt nó mang cầm á. Bởi vậy sách vở thua sách võ, ca hát thua ca hót, ăn uống thua ăn theo, mà ăn theo thua ăn chia lại thua ăn chặt. Ăn chặt chịu thua ăn cắp, mà ăn cắp thì gặp ăn đòn. Xí vô cái lãng xẹt, vậy sách võ gặp sách gì? Gặp sách lưng, sách áo, sách đầu. Không ngoan một phút làm giàu, giải dột xua kiếm quơ vào bụng. Bụng đen mà mọc qua sen còn hơn khổ thổ bon chen năm nghèo. Phật kia bụi bám nhện đeo, vậy mà vẫn được tình yêu vương thơ. Tại vì người ta làm dơ thân thể Phật, chứ lòng của Phật là kim cương bất hoại mà. Kim cương bất hoại ai dạy bà vậy hả? Đệ tử nhà Phật mà phải biết chứ. Chửi mướn ta ác xích thuê mà tụng niệm nữa. Trước khi thành Phật thì Tôn Ngộ Không là con khỉ đột, Trư Bát Giới là con heo, Sa Tăng là quái vật ăn thịt người. Cũng như tôi, trước kia thì giật dọc, bây giờ thì giật mình. Trước kia là tánh hồ, bây giờ tu hành. Dốc tổ tu hành mà giết người, Phật lại mà lại Phật. Ông mới dốc tổ tôi giết người hồi nào? Ông giết, không giết trực tiếp mà kể như giết vậy. Sách kiếm hiệp gọi là cách sơn đã ngưu. Đúng vậy, ông già bà cả nói không sợ cái thằng đốt nhà mà sợ thằng hút gió. Mấy bác tài nói không sợ săn nghe nhảy lửa mà sợ nước mật quẹt ra. Trời ơi, mồ tổ tôi cũng không biết ông nói cái gì nữa. Tôi tự khai tuổi dần, ông giải là con cọp. Đúng, có. Ông bàn cà khịa là cọp, phải sống cho ra cọp, đừng làm trò khỉ, đừng nhát như treo. Chứ sao? Nghe lời ông, tôi thu mua cháo bể nồi hư, bom bi lựu đạn, bom chụp bom địa bom nấu chậm, miệng phá chiến hào miệng chống xe tăng, đạn mờ 79 105 rất một chê rút chết trực thăng, chất này sao bếp trước sân, hương thở thầy ngư dọc báo ngang. Trời ơi nghe nói rụng rời, bộ ông có học rồng hay sao mà dám liều lính chơi ngâm, giỡn mặt với tử thần vậy ông. Có chết thì chết nhân công núi lắm, mình chỉ bị thương, làm quan nhờ phước làm giàu nhờ ghen, cọp mà đâu phải nay con. Ngon ngon, rồi sao nữa? Không ngon gì,
tôi bán thuốc nổ cho mấy người làm pháo lậu ở miền Tây, Gò Vấp, Hà Nội, Đà Nẵng, Campuchia. Họ làm pháo dây, pháo quay, pháo đập thì ngủ ngon lành. Ăn đứt mấy cái thứ pháo mà làm bằng diêm xanh cổ lỗ á. Hay ha. Nhờ vậy cái ông phất lên ào ào mua đất cất nhà sắm cúp đi riêng rồi đó em. Ôi đồ bỏ. Chứ tôi vô ta đời mới chưa thấy gì. Tôi định mua trực thăng để giao hàng nữa kìa. À phải rồi, đi trực thăng để khỏi sợ cảnh sát xét ha. Chứ sao? Tôi tính toán hơn người ta năm bảy cái đầu lắm mà. Cọp mà. Phải chụp mạnh nhai bạo. Nhưng ngẫm nghĩ cũng tổn đức lắm. Chuyện gì? Anh thấy tôi khóc không? Tôi thương người ta quá tôi khóc, anh thấy không? Tôi tính pháo nổ to thần tài cho tiền lớn, nào ngờ bà quả tham quan, tiêu đuổi thành than cả triệu mấy nhà gồm khách sạn và villa, nhà gạch nhà lá nhà chòi, nhà lồng chợ nhà thương nhà hàng nhà hát như chung cư hơn 100,000 người chuyển hộ khẩu về âm ty. Chồng của tôi ở trong số những người này, cùng với hai đứa con một gái một trai, từ London mời tàu điếc mày để trả thù chồng thù con. Lâm Cẩm tiên sinh mới là thủ phạm, là tay chân của bà quả thân. Ê, đừng nói chơi cái chuyện ở tù gấp lửa bỏ tay người đâu phải là ngon. Ai, ai gấp lửa bỏ tay ông? Ông gấp lửa bỏ vô nhà người ta thì có. Tội này đáng chặt đầu treo cổ chứ ở tù sẽ được. Mười mắt phải không? Dạ. Chạy đi kêu công an, cho trả đeo kiểm sát đi. Có người chạy đi kêu nãy giờ rồi. Ủa sao mà chưa thấy tới? Ai la la la, ta sao khách chúng em mới trơn trời rồi. Trời ơi, mấy người hại tôi quá mà làm tôi mất mối sáng nay rồi đó. Thôi, mối mang gì nữa, sắp bị tử hình rồi. Không có tiếc bà xã lý cha thầy bói khác sao mà lại tiếc cái chuyện bá láp vậy? Thôi, để tôi đi báo công an coi. Khoan đã. Gì nữa đây? Đây, nghe nói nè, đã có người mời thì công an phải tới thôi, thấy không? Bà đừng có giả đò để chạy trốn. Ngồi lại chỗ cũ. Trời ơi, sao bắt tôi ngồi? Ngồi. Dạ. Đôi tay này chưa tha thứ một ai đã từng đưa nhiều người ra nghĩa địa nghe không? Giả mang hơn thú dữ mà dám khoe khoang nữa hả? Vậy cho họ chết cháy gì pháo lậu á. Không đưa họ ra nghĩa địa, đưa vô nhà ông hay không? Đừng có nói xui xẻo hay cha nội. Sợ quan hồng đòi mạng phải không? Nói vậy chứ ông cũng có ơn với tôi. Thôi, làm ơn mắt quán, nghỉ đi. Như vậy là ông mang tiếng quang đối với mọi người, riêng tôi nhờ có pháo nổ cháy nhà nên càng giàu to, ban gia đầu cơ sắc kẽm tiếp tôn chắc không người ta. Gây ra hoạn nạn để kiếm lợi nhuận, rõ ràng còn buôn tiền bạc là hơn. Thời gian bất phú ông biết quá mà, như phim Nhật một kẻ lão đóng hòm, lại còn lèn quân xuôi giết người ta để vừa bán lương mà vừa bán hòm châu. Phim đó dành mặt bọn người tà đạo, phim vô hiêm bộ hay quá là hay. Tôi mê cất một ít tiền lời cất chùa cho Phật ở, rồi tụng kinh gõ mõ, ai dám bảo là tà đạo? Người ta tin sự bịp bợm bên ngoài, mấy ai thấy được cái mánh lới bên trong? Thì giống như mấy nước giàu đối với mấy nước nghèo vậy mà. Giống sao? Sao mà giống cái gì? Thì đánh người ta gãy xương bể trán, rồi sức vào cù là diễn tạo nhân đạo, sắp chết trật tự. Im đi, nghe tội của bà đây nè. Tội tôi tội gì? Thở pháo nổ cháy nhà đỏ hực, khách má hồng chụp giật yêu tôi. Chẳng thà không biết thì thôi, biết anh có của em môi ngọt ngào. Anh ơi đừng có đánh em đau, dẫn xuống bến tàu tớ.
tôi đại ca cao ăn mắm già rau ở khách sạn năm sao rồi xuống cầu vượt kim tôm cua luộc thịt chuột qua xe về Hồ Kỳ qua ăn xôi gà nếu thuận tiện vào mỹ viện kẻ môi sữa miệng chải đầu nặng mụng thấy chưa no một tha hồ sử dụng hộp dịch ung chè thân trao lòng cuối tháng không rồng giấy nợ một chồng thôi 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 đừng có bôi bác đàn bà chứ bà bôi bác chứ ai bà chứ ai tôi nói cho bà nghe người ta ché đôi môi trái tim sao bà biết hành miếng nem mặt giống như trái xoan bà sửa thành bánh cam mũi dọc dừa ai thấy cũng mê bà làm thành cái bánh lai nghề thôi sợ ông có tốt lành gì đó sao người ta có cửa có nhà ông á thì nên mời bà quả giếng ngủ giữa bên cổ kèn á bà chơi đòn ăn xích để hại gia còn ông dùng thuốc nổ giết người ta hai người cùng một lứa cá mè là mát cưa mướp đắng như nhau chết vợ chết chồng thì nên kết hợp lại làm ăn sức mấy tôi với bà này có mối thù như biển trời chính mời vợ bé của tôi đã mèo đây mèo đây hỏi bành giăng beo tử cột sao nghe đồn đại rằng anh tử dẫn bằng đầu đạn cà nông cùng với hai con thành đống trôi tàn anh con ngủ đâu mà anh lại đang lúc mình nên như diều gặp gió mất vợ này tìm vợ khác bẻ ré chẳng qua đó là tai nạn do nấu đồng gần đống đạn cà nóng lửa nóng qua nó nổ tung một trái rồi bom bi lựu đạn nổ theo bom đìa hưởng ứng mìn cũng hợp ca nhà mình thì lướt lửa xóm mình tan quan con mình chết cháy chỉ còn anh quằn quại trên đống than hồng trời ơi vợ chồng tôi ăn chay niệm Phật mà đâu qua ở ác đâu mà sao trời cho con tôi chết chồng tôi thì lõm đốm như vậy nè trời ác hay thiện ông trời con mắt bán cũng nổ đốt nhà người ta thì trời đốt nhà mình vậy thôi đến đi cọp ơi sao cọp chẳng tìm mèo cọp tìm mèo hoài nhưng chẳng thấy mèo có tìm cọp không mèo tìm cọp nhưng mà mù mất tính em đi tìm anh chứ anh ở nơi mù phải qua qua bao suối qua bao dòng sông mà em cũng không thấy anh đâu vì cọp đã trở thành tư lốm đốm còn mau ngã máu tự mèo đã trở thành miêu ngã miếu tự mừng cũng nhờ mặt mũi lốm đốm nên anh tránh được tội gây quả hoạn em nhờ cái mắt dằn vết như mèo nên không ai biết chính là sư tử nhưng giấu đầu rồi cũng lòi đuôi à thiện ác đáo đầu chung hữu báo mà công an nó tới đó hả đang nói chuyện với bà xã tôi trước cửa trời, trời ơi trời ơi làm sao bây giờ ủa sao 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 nãy sợ rồi bà biểu công an đến đây bắt tôi mà trời ơi trăm lại thầy bối ngàn lại thầy bối
Ôi trời ơi, làm ơn ông nói giùm mấy ông đi, mời mấy ông vào nhà ăn cơm thân mật giùm tôi đi. Dạ, tôi hứa từ nay sẽ làm lành lắm dữ. Vậy ha, biết phục thiện thì không ăn chẳng bắt làm gì đâu. Dạ, đúng là thiên hạ đệ nhất thầy bói mà, khuyên người ta làm phải. Tại chúng tôi hết trơn á, tại chúng tôi lương lẹo dặn dẹo quanh quẹo nên tay chân mới lạnh thẹo, mặt mày mới méo xèo. Thôi đừng có méo xẹo nữa, đừng có buồn nữa. Bây giờ tôi nói nghe này nghe, sẵn trong nhà có bầu rượu thuốc, kéo bàn ra nó nước.